Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một bể cá rồng xuất sắc. Mình chưa được ngắm một bể cá rồng nào đẹp như thế này. Từ con cá rồng cho đến những loài cá khác nuôi cùng. Như các bạn thấy thì ở đây là có rất nhiều cá hổ, cá kiểu sừng. Cái loại cá kiểu sừng mà mình đã từng giới thiệu là loại cá bơi như rồng ấy. Và có cả cá hoàng bảo yến này, cá két này. Rất nhiều loại cá mà gần như là con nào cũng đẹp. Đây là một bể cá của người anh của mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Được sự cho phép thì mình đã xin video của anh và up lên đây để khoe với mọi người. Chưa nói đến giá trị về vật chất, nhưng mà về cái công sức để chăm được một bể cá như thế này, phải chăm sóc nó để cho con nào cũng có thể lên màu đẹp như này, phải nói là cực kỳ kỳ công. Và đây là một cái bể, nói chung là một cái mục tiêu phấn đấu, mình cũng sẽ cố gắng làm sao để có được một bể trời đẹp như thế này. Mời anh em cùng thưởng thức bể cá rồng này nhé.